Dạ, mình chào quý cô chú thân thương trên kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Thuận ở Lê Vung, Đồng Tháp. Có một số hoa mẫu đơn là bông trang miền Nam. Báo giá tới toàn thể quý cô chú nha. Rồi, chào anh Thuận. Rồi, em chào anh Thái ạ. Dạ, mình chào quý cô chú anh chị. Mình đang xem kênh Pháp TV. Hôm nay trở lại nhà vườn em có số mặt hàng lá nhỏ, lá chung, mẫu đơn quý cô chú anh chị. Còn gồm có bông trang. Là lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào và chúc quý cô chú anh chị mình nhé. Một ngày mới đầu tuần luôn gặp nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Em ở địa chỉ ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Dung, tỉnh Tháp. Số điện thoại của em là 0899486958, đó là số lô của em luôn. Không để quý cô chú anh chị chờ lâu, em xin vô cây số 1 là cây tím sen lá trung quý cô chú. Hồng phấn siêu bông lá trung. Gọi lộn, hồng phấn. Tao nói chuyện hỏi nó tím sen luôn chứ. Rồi chiều cao của mình là 1m ha. Tàn tròn như trái banh ha. Tán ngang mình 98 ha. Thoát thân được 27. Cây củ đế còn nguyên xi ha. Rồi và neo đây được 11 nha. Rồi cây số 1 em xin giao lô giá 500 ngàn luôn. Bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Rồi, cây tàn rất là mịn quý chú, tàn tròn. Đó, dẫn hồng phấn lá trung luôn. Hồng phấn lá trung siêu hoa nha. Sai hoa. Rồi chiều cao của mình là 90 ha. Tán ngang được 1m. Hai cây này rất là cân cặp ha. Một cặp luôn. Dáng cũng giống nhau luôn. Giờ chỉ còn cặp số lượng em còn nha quý cô chú anh chị. Rồi, phát thân được 20. Còn neo đây là 12 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 2 làm xin lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi. Tiếp theo cây số 3. Đây là tím sen nè. Tím sen lá chung. Đó. Hoa lên rất là tươi. Rồi chiều cao mình 1m05. Hoa này rất sáng, nó thơm lắm. Cán ngang mình 98. Hoa lên rực rỡ ha. Cây một cốt sạch. Rồi thoát thân mình được 32. Rồi bên đây được 80 quý anh chị. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi. Cây số 4 mình em là một cây trang đỏ lá nhỏ, hàng thường chậu nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng thường lâu rồi ha. Hàng này có đế có củ nha. Rồi chiều cao được 75. Tán ngang mình 75 luôn. Này thóc thân chừng tất, cái lô này nguyên lô nó vậy không, củ đế gì lắm. Rồi hoành neo đây được 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây này về quý chú mình, lô này về mình muốn nó phát lên là mình gặp trọng nha. Tại vì rễ bây giờ tính nó đụng trời, hết trơn rồi, hết rồi, đất ăn. Cây số 4 này em xin giao lưu giá 350 ngàn luôn ạ. Chú mình đặt ra chậu mới là nó sẽ phát. Tiếp theo cây số 5, vẫn là trang đỏ nó nhỏ luôn ạ. Lô này là đế không nha. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 75. Ồ, cây này cái đế, đế gì lắm, đế nơm ha. Cái này hoàn thường lâu, lâu lắm rồi. Rồi bên đây được 11. Rồi, là cái đích lại, đây rễ nó gà đụng ở dưới trời. Trời ơi, quý cô chú chị. Về quý chú mình lên hai chậu nha. Lên cái chậu chậu nó tốt rồi nha, tại cái này nó hết phân ăn rồi. Rồi, giá luôn. Rồi cây số 5 em xin giao luôn giá 350 ngàn luôn rồi. Tiếp theo cây số 6, vẫn là cây trang đỏ nó nhỏ luôn. Đó. Hàng này hàng thường lâu rồi quý cô chú anh chị mình an tâm ha. Dùm hai chậu lớn là tốt rồi. Rồi chiều cao được 83. Tán ngang mình 85. Đó, để qua đây. Nói chung nguyên cái lô đấy dữ lắm. Rồi quần neo siết thước là được 13 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 6 em xin giao luôn cho 350 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 7 vẫn là cây đỏ là nhỏ luôn nha. Đó, hàng thường chậu à. Quý cô chú anh chị mình an tâm mà. Rồi chiều cao mình được 80. Tán ngang mình cũng 80 luôn. Đế nè, đặc biệt lô này đế lắm quý cô chú anh chị. Tứ diện luôn. Tứ diện luôn. Rồi và neo được 10 rưỡi chúng con 10 ha. Rồi cây số 7 xin luôn cho 350 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 8 này là trang vàng lá nhỏ, hàng thần chậu nha quý cô chú chị đây. Hàng này nói chung là rễ chỗ rất trơn nha. An tâm, bây giờ nó cứng nhắc cho rồi. Rồi chiều cao mình được 70. Tán ngang mình được 70 luôn. Vàng lá nhỏ, cây củ đế ha. Thân hơi lắc hơi. Người ta mình không có củ đế nè. Rồi và neo đây là 11. Rồi cây số 8 mình xin giao lưu với 250 ngàn luôn. Bao gồm cái ship của quý cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo cây số 9. Hết con keo rồi, chơi con keo này luôn. Rồi chiều cao mình được 70. Tán ngang mình 70 luôn.
rồi anh em được 11 nha. Rồi cây số 9 em xin giao lưu với 250 ngàn luôn ạ. Cây số 10 vẫn là cây vàng nó nhỏ luôn không có chú chú chị, là thường trụ không có chú chú chị. Rồi chiều cao mình được 70, sáng ngang mình 70 luôn. Lô này nó cũng khó khăn, cũng còn tắt không. Rồi anh em được 10 ha. Rồi cây số 10 em xin giao lưu cho 250 ngàn luôn. Tiếp theo cây số 11 vẫn là cây vàng nó nhỏ luôn nha. Rồi chiều cao được 75, tán ngang được 68. Cây này nó có cái hoa trà sọc, lá nhỏ mà trà sọc luôn ạ. Dòng nhỏ này nó hay đột biến sọc sọc với lá chung đó. Rồi, và nếu đây là 11. Rồi cây số 11 anh xin giao lưu với 250 ngàn luôn. Tiếp theo cây số 12 anh em làm cây đỏ Dubai hàng thường chậu với cô chú anh chị. Cây này nó trung thường lâu lắm mà. Bây giờ để trứng hết rồi, giờ mình thay chậu rồi nó xô xanh lại nha. Rồi chiều cao mình 95, có ngang được 80. Dòng mình cũng siêu hoa lắm nha. Cây này có củ đế đẹp. Rồi quần eo được 9 nè. Rồi cây số 12 em xin giao lưu với 300 ngàn luôn à. Tiếp theo cây số 13 anh em là một cây pháp vàng với cái chậu nhỏ. Cây pháp vàng nha, bông rất đẹp nha. Rồi chiều cao mình là 95 ha. Tán ngang mình 90. Nhưng mà sai hoa ha. Siêu hoa lắm. Thân hơi lắc nhẹ ha. Rồi. Thoát thân được 25. Hoành này chắc được 78 nha. Rồi hoành này được 8 nha quý cô chú chị. Rồi cây số 13 em xin giao với 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 14. Đó, vẫn là cây khác luôn nha. Dạ. Pháp cánh rất rồi, là khích cao mình được 1 mét ha. To. Tá ngang mình được 80. Rồi thoát thân được 29. Hoành dắt cỡ 7. Mất cái ống nước. Rồi hoành nữa đây. 6 rưỡi gần 7. Rồi cây số 14 xin lưu giá 400 ngàn luôn. Tiếp theo cây số 15 vẫn là cây pháp vàng luôn nè, cây này cao ha. Rồi chiều cao mình 1m21 ha, cây này cao. Rồi tán ngang được 90. Pháp này cánh bông rất đẹp nè quý cô chú anh chị. Rồi thoát thân được 35. Rồi hoành đây được 7,5 nha. Rồi cây số 15 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 16 là cây vàng này lon nha quý cô chú chị. Cái thằng này nó khác với thằng kia nha quý cô chú chị. Khác vàng pháp nha. Khác vàng pháp đấy quý cô chú chị, không biết thấy bông vàng vàng tưởng vàng pháp không phải nha. Rồi chiều cao mình là 1m05. Tán ngang được 90. Dòng này có 5 cánh nha mình nè. Màu hoa rất tươi ha. Rồi thoát thân mình được 35 ha. Rồi hoành em được 8 quý cô chú chị. Rồi cây số 16 xin lưu cho 400 ngàn luôn. Tiếp theo cây số 17 vẫn là cây vàng lon với cái chương trình. Vàng Đài Loan. Hoa rất là tươi ha. Hoa rất đẹp nha. Rồi chiều cao mình được 1m20 ha. Nằm cánh này nè quý chú. Như ngôi sao. Ngang mình được 95. Thoát thân thì thoáng hơn nãy chút. Rồi thoát thân mình được 50 ha. Mình được 8 nha. Rồi mình em đi được 8. Rồi cây số 17 em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 18. Đó, vẫn là cái vàng này luôn. Rồi chiều cao 1m14. Cán ngang mình được 88. Thoát thân chân dài luôn rồi, hút nách luôn rồi. Rồi thoát thân được 58 ha. Quay ra chỗ này cho đo cho một cốt giót ha, một cốt giót. Rồi hoành eo được 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 18 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 19 vẫn là cây vàng lo. Cây này vòng tàn đều đẹp ha. Rồi chiều cao mình 1m16, tán ngang mình 95, lá xanh mướt luôn. Cây này với cây đó là thốc thân đều.
Rồi thoát thân được 50 ha. Còn được 8. Rồi quần em được 8 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 19 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 20. Đó vẫn là cây vàng lon ha. Cây này nhỏ mà cây gồm. Rồi chiều cao mình 1m1 ha. Giá ngang mình được 72. Rồi thoát thân nó được 57. Cái này thấy đế ha. Cái này đế nè. Và neo được 7,5 nha. Đế một cục như xuống dưới bự nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 20 em xin vô giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 21 là một cây Pháp cam. Cam Pháp. Đó, cây này nó thuần bầu được 10 ngày nha quý cô chú anh chị. Rồi chỉ gập con keo rồi mình vô chậu thôi ha. Thuần 10 ngày rồi. Đỡ nguyên bầu thuần. Rồi chiều cao 1m39 nha, 1m40. Rồi cá ngang mà được 97 ha. Dòng này cũng sai hoa lắm nha. Rồi thoát thân được 33. Để chưa khui luôn ha. Để chưa khui, tại mình hàng này búng bầu mà không khui. Rồi quần em được 9 nha. Rồi cây số 21 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 22 cũng là cây Pháp cây. Đó. Cây này em cũng để nguyên bầu thường mười mấy ngày nha quý cô chú anh chị. Phần tàn rất là tròn ha. Đó. Hoa rất là to luôn. Hàng này mình thường bầu rồi, giờ mình gọc cho mình vô chậu thôi. Rồi chiều cao mình được 1m3. Cá ngang mình được 1m15. Cái này cũng có đế, tại mình không có khui. Rồi mình neo đây được 9,5 trong cùng 9 ha. Rồi cây số 22 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 23 bên đây là cây Mỹ cam nha quý cô chú chị. Hàng thường chậu nha. Cái này nói chung là phần chậu vậy là quý cô chú anh chị an tâm nha, để chỗ đít rồi ha. Cây một cốt phơm tàn tròn ha. Rồi chiều cao mình được 73. Cá ngang mình được 80. Thoát thân như khoảng tắt đô lại đi, 57 cm. Mình đem ra sát cái này được 11 nha quý cô chú anh chị. Ghế, ghế tơ nha. Ghế nó ra nó trắng hết trơn ha. Rồi cây số 23 em xin giao lưu giá 200 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 24 vẫn là cây mỹ cam hàng thường chậu nha quý cô chú anh chị. Này lai qua mỹ đỏ, đọt đỏ tươi, cuốn đỏ nè. Đây đọt đỏ tươi quý cô chú, tính mỹ cam ha. Rồi chiều cao mình 73, hoa rất đậm. Cá ngang mình 85. Đây cái đọt ở dưới nè, dưới góc đọt đỏ. Đọt đỏ ha, thần lên quá trời. Rễ gà bên hông quá xá luôn. Rồi mình neo được 8 nha. Rồi cây số rễ nè. À, trắng chưa nè, cứng chưa nè. Đó. Rồi giá luôn. Rồi cây số 24 xin lưu giá 200 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 25. Đó, vẫn là cây kiếm sen lá chung với cô chú chị. Đấy, hàng mười mấy ngày cái nãy quên đóng được cái cây này, cây số 3 nãy đang cặp á. Hoa rất là tươi ha. Phần mười mấy ngày rồi, khỏe rồi. Rồi chiều cao mình được 1m09. Cá ngang mình được 1m. Cây một cốt của phơm tròn vo không quý chú. Đấy, cái này mình thần bầu rồi. Về quý cô chú anh chị chỉ gặp con keo mình vô chậu thôi ha. Rồi thoát thân được 30. Rồi lắc hơi ha. Rồi quần em được 8,5 trên con mình 8 rồi. Rồi cây số 25 xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 26 bên em là một cây vàng nghệ lá thái. Hàng này hàng lớn nha quý cô chú anh chị. Càng tự nhiên ha, không có tính sửa gì ha. Rồi chiều cao 1m29. Cá ngang mình 1m5 nha. Và nghệ lá thái này cái khơm tàn này cũng hơi hiếm nha. Tại vì cái dòng này rất là ít. Dòng này nó hay chạy sọc cánh lắm nha. Sọc đỏ. Này quần lớn nữa, đặc biệt là quần lớn nữa. Thân nó già. Rồi, thốt thân 20 ha. Mình đeo to tại vị trí là 16 nha quý cô chú anh chị. Đây, 15,5 tới 15 đi. 15 đi. Đây đế nó gà nè. Rễ gà trắng hết trơn. Rồi cây số 26 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Cái dòng này em dịch chỉ có mấy cây lớn hơn quý cô chú anh chị. Rồi, cây cây rất là khủng nè. Tiếp theo cây số 27. Đó, vẫn ra cây dòng này rất khá nha quý cô chú anh chị. Phơm tròn vo ha. Càng sáng là tự nhiên nha, cái này mình không có sửa tàn. Lùn này nó hơi hay lên sò, sọc đỏ cánh. Vừa quý cô chú anh chị mình chỉnh sửa lại ha. Rồi chiều cao 1m24. Cá ngang mình hết thước luôn nha, 1m5. Đây trên đỉnh nó có cái hoa chạy sọc đỏ nè quý chú.
Cây này mà nó gỗ bông lên là chịu không nổi luôn á. Nó cũng như dòng lá nhỏ siêu bông. Rồi thoát thân được 24 ha. Và neo ngay vị trí 13 rưỡi nó tính một con 13 ha. Rồi. Rồi cây số 27 này em xin lưu giá 500 ngàn luôn ha. Rồi. Đây là hàng lớn nặng. Cây này phí ship cũng nặng nha quý chú. Tiếp theo cây số 28. Đó, vẫn là cây này lá tháng nha quý chú chương trình. Cây chỉ có 5 cây thôi nha. Cây này dễ quý chú mình đợt sau mình quân cái phơm tàn xương xương lại ha. Rất là mạnh luôn. Tại nó có cái khung sẵn rồi. Quá xá. Được rồi, cái phơm tàn nó quá nặng rồi. Bự quá trên đây, dựng lên lật trên đây. Rồi chiều cao mình 1m4 ha. Cá ngang này khỏi hết thứ rồi. Cá ngang 1m6 rồi, cỡ 1m6 rồi. Rồi. Thốc thân này được 1,5 tấc ha. Cây rất là già cây. Rồi quà neo được 13 nha quý cô chú chị. Rồi. Rồi cây số 28 em xin lưu giá 500 ngàn luôn. Quá trời nó bự nặng. Phòm rất khủng luôn. Hôm qua nó ngã luôn nè. Rồi tiếp theo cây số 29 vẫn là cây vàng nghệ đó thái quý cô chú chị. Đó, cây này cạn tàu đẹp ha. Cây này cái tông tự nhiên nó đẹp nha. Cây này cái phơm nó đặc ha. Rồi chiều cao được 1m25 ha. Rồi tán ngang mình được 1m12. Này giống như vàng nghệ lá thái này giống như mỹ vàng lá nhỏ thôi chú. À, cái này tại vì mình không có cắt này là thốt thân cao ha. Giờ cuối cùng mình muốn thốt thân cao cắt ha. Rồi và neo được 14 gửi tên con mình 14 ha. Nếu như quý chú mình muốn thoát thân lên đây chiếc hai cái nhánh này là nó không bị bớt, không thoát thân khoảng 2 tấc nha, mà nó không có ảnh hưởng tàn luôn. Rồi cây số 29 em xin lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 30 vẫn là cây nhà người đó thấy hàng khủng quý của chú anh chị. Rồi cái phần tàn này quá xá luôn rồi. Rồi chiều cao mình là 1m4 nha quý của chú anh chị. Rồi cá ngang mình chắc cỡ một mét tầm 1m7 á. Quá xá phải không có giáp gì đâu cho nên quý xè rất là to luôn. À. Này nó lên gỗ bông cái là chịu gì nói. Này một cốt nhưng mà thoát thân thấp ha, khoảng 3 tới 5 cm ha. 3 tới 5 cm đi. Rồi quanh xước thớt là được 18 rưỡi ha. Rồi. Đó. Rồi cây số 30 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi. Cuối clip mình cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua đã tương tưởng và ủng hộ nhà vườn. Mến chào quý cô chú anh chị. Bự quá. Cây phơm vàng quý chú mình thấy nó rất là khủng luôn. Vậy đi, vậy đi. Rồi một số cây báo giá quý cô chú mình xem tham khảo, cần chi tiết thì cứ liên hệ nhà vườn, cũng còn số lượng nha quý chú, lên đại diện thôi. Rồi Phó Thế Vi cũng chân thành cảm ơn và kính chúc cho quý cô chú đầu tuần có nhiều thành công may mắn hơn trong cuộc sống ha. Hẹn gặp lại.